Mày tưởng mày có súng là mày ngon lắm hả? Em không có bị thương mà mặt bị trầy hết rồi đây nè. Không sao đâu cưng, mặt cưng trầy như vậy mới giống giang hồ thứ thiệt được chứ. Còn mày, tao mà không bị án treo thì tao bắn nát sọ mày. Thì anh cứ bắn đi, rồi phi tan xác chết đâu có ai biết. Không cần, anh muốn nó sống. Mày, tao muốn chóng mắt lên coi mày làm cái gì. Mày nói đi, mày là ai? Tao là ông nội của mày. Ông nội này, mày tưởng mày ngon lắm hả? Mày cười cái gì? Tụi bay chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tao có nói tên tao là ai thì tụi bay biết đách gì. Tụi bay chỉ là một lũ vịt nghe sấm thôi. Biết đau hả? Chị, chị mày nói cho tao biết đi, tại sao cái giỏ mày nhiều tiền như vậy? Mày còn giấu tiền ở đâu nữa không? Tao có bao nhiêu tiền tụi bay lấy hết rồi. Bây giờ tao còn cái mạng nè, muốn đánh muốn giết thì tùy tụi bay. Làm đi! Tao hả? Hồi nhỏ ba má mày không dạy mày đúng không? Mày mới là thằng không có ba má đó. Tụi bay là thằng không có cha. Ủa tụi đánh tao hả? Cha của tao đang ở tù. Ở tù mày trả mày. Mày dám nói cha tao hả? Tao nói thì sao? Tao rồi mày chết hả? Mày hả? Mày gãy ngứa tao hả? Đường giang hồ con. Được, mày còn con vợ với thằng con nữa chứ gì? Tao sẽ thả mày về. Tao sẽ coi chừng tụi mày, để ý tụi mày đến khi tụi mày no đủ. Tao sẽ kiếm mày và coi chừng mày để coi mày còn giấu số tiền nào ở đâu nữa. Mày hả mày? Thả nó ra. Anh em mày, đi tụi bay. Nhục. Alo, ông là Trương Hùng. Là tao đây. Ông Long kêu tụi tôi đến đón ông. Lên xe đi. Khoan đã, còn vợ con của tao nữa. Họ đang ở đâu? Ở khách sạn. Được rồi, kêu họ xuống mau đi. Khoan đã, tao muốn tụi bay giúp tao một việc.
Tụi tôi chỉ nhận nhiệm vụ đến đây đón ông thôi. Ta sẽ trả cho tụi bay mỗi đứa 5 lượng vàng. Ông muốn giúp chuyện gì? Ta muốn cái áo của thằng này. Mày muốn biết tao là ai chứ gì? Tao là một thằng con quan, lớn lên trong sự thù oán, cho nên tao trở thành một thằng khốn nạn. Bất cứ chuyện gì tao cũng dám làm hết. Còn mày, mày là ai? Mày chỉ là một thằng giang hồ con thôi. Mày nói cho tao biết một lý do để tao giữ lại cái mạng chó của mày. Có, tôi có. Nói. Số tiền tôi cướp của ông vẫn còn một nửa. Một nửa hả? Bên kia. Để ở đâu? Bên kia, tôi để bên kia. Coi. Giang hồ con, mày nghĩ đó là lý do để tao giữ lại cái mạng chó của mày hả? Phải. Giết tôi, ông không được lại lòng gì, mà còn bị công an truy nã nữa. Mày ngu lắm. Bởi vậy tao mới nói mày là cái đám ếch ngồi đáy giếng. Mày thử động não đi con. Tại sao tao cầm một số tiền lớn như vậy rồi dẫn theo vợ con tới nơi khỉ ho cò gái này? Nói vậy ông là ông đang bị truy nã. Bây giờ mày mới biết hả? Nó sống không nổi đâu. Lấy tiền, rồi cả đám đi theo tao. Dạ. Em hả? Xe em Long tới rồi. Mua thêm vài cái sim. Đón taxi tới ngã ba sông gặp anh. Vậy nha. Đi tụi bay. Đi con. Nè, con lên đi. Con đợi mẹ một tí nha. Chào anh. Dạ, chào chị. Tôi biết là làm phiền anh rất nhiều. Xin phép gửi anh một ít, gọi là cảm ơn anh. Dạ, không có gì đâu. Anh bán cho tôi một cái sim điện thoại mới đi. Chị thích sim loại nào? Sim khuyến mãi hay là sim số đẹp? Đây số đẹp rất là nhiều. Chị thích thì lựa đi. Số nào cũng được. Tôi gửi anh thêm 50 ngàn nè. Dạ, cảm ơn. Mẹ. Anh ơi, anh làm ơn chở mẹ con tôi về thành phố đi. Tôi cho anh hết nguyên cây vàng này nè. Ủa, làm sao cô? Con năn nỉ chú đó chú.
Chú giúp mẹ con nghe chú. Con tôi xin lại anh chú đó chú. Ủa, cô là mẹ của thằng bé này hả? Dạ phải. Bà kia đang muốn chia cắt mẹ con tôi. Anh giúp giùm đi anh. Dạ, đây. Dạ, cảm ơn anh. Thôi được rồi, để tôi chở về thành phố. Không cần cây vàng đâu. Dạ, cảm ơn anh. Anh đi lẹ đi anh, nhanh. Được rồi. Ủa, em sao vậy? Hả? Thằng Bảo đâu? Thằng Bảo bị con Lan bắt cóc rồi. Em nói gì? Nó lợi dụng lúc em trả tiền phòng, nó lẻn lên taxi chở thằng Bảo đi mất tiêu rồi anh ơi. Con, nó còn lớn giỡn đây sao? Em cũng không biết nữa. Có lẽ nó theo dõi mình, đợi cơ hội là ra tay. Bảo ơi, nếu không cần phải đi gấp, con này chết mất xác với anh đó. Không cần, không được đâu. Em không đi mà không có bé Bảo đâu anh. Em nói gì vậy? Bây giờ đang là thời điểm nào? Tại sao còn nói những câu đó hả? Anh à, tiền đây nè, tiền đây nè. Anh đưa họ, kêu họ tìm bé Bảo về cho mình đi anh. Đi anh. Bình tĩnh đi. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm cách vượt qua khỏi biên giới kìa. Không, không. Điều quan trọng với em bây giờ là bé Bảo. Không có bé Bảo em không đi đâu. Không có bé Bảo em chết mất anh ơi. Em không đi đâu, em không đi đâu mà. Thôi được rồi, anh làm chuyện này là vì em đó. Tụi bay, làm cho tao thêm một chuyện nữa được không? Không thành vấn đề. Ok, đi. Đi, nhanh lên. Dạ. Đâu có sức mẻ gì đâu chị. Nè em nhìn kỹ đi, bị mớt một bên nè. Vàng này không phải là vàng 4 số 9, lại không có giấy tờ để kiểm chứng. Vàng thị trường, rồi vàng lậu, vàng trôi nổi. Nhưng mà vẫn là một lượng vàng mà, đâu có sức mẻ gì đâu. Nếu em nói như vậy á, thì em đem đến ngân hàng để bán đi, sẽ có giấy phép mua bán. Chứ em tới đây làm gì? Nếu như mà không phải là chỉ có một mình tiệm của chị buôn bán ở đây thì... Đó đó, em hiểu rồi đó ha. Nếu động não một chút xíu á, thì sẽ biết chị muốn cái gì mà. Chị nói vậy, ý chị là chị độc quyền buôn bán ở đây, nên chị muốn ép giá ra sao thì ép hả? Không có. Bây giờ một lượng vàng này chị mua lại 30 triệu đó. Cái gì? 30 triệu á, tôi mua tôi làm còn bị lỗ nữa đó. Vàng này tôi mua nấu ra, chỉ làm nữ trang thủ công mà thôi. Bây giờ một cây vàng đã là 36 triệu rồi. Chị có ép gì thì ép, ép xuống khoảng 32, 33 triệu là được rồi. Chứ chị... Nếu em không bán thì thôi. Quá đáng mà. Mình đi con. Anh ơi, ở đây ép giá quá. Tôi không bán đâu. Vậy bây giờ sao cô? Anh còn biết tiệm nào nữa không? Cô có biết tiệm vàng nào khác không? Chứ tôi thua rồi đó. Tôi không biết. Vậy thì bó tay. Tối hôm qua tôi định trợ giúp hai người thôi. Sáng giờ cô bắt tôi chạy lòng vòng tìm tiệm vàng ở khắp thị trấn này. Hết mấy trăm ngàn tiền xăng rồi đó cô. Dạ tôi biết mà. Hay là anh chở mẹ con tôi về thành phố đi. Ở đó bán được giá hơn. Rồi tôi trả anh tiền xe 5 triệu. Thà vậy, chứ tôi không thích bị người ta ăn chẹt như vậy đâu. 5 triệu đối với tôi không phải là số tiền nhỏ. Nhưng tôi là dân quê mùa, tôi không có biết đường đưa hai mẹ con cô về thành phố. Với lại bây giờ tôi đâu còn tiền đâu mà đổ xăng.
tôi đồng ý bán. Nhưng mà chị đừng có diện lý do này nọ rồi thêm bớt nữa nha. Nếu em đồng ý bán, tôi đồng ý mua thì được rồi. Chị ơi, lẹ 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 lẹ, khỏi đếm, khỏi đếm. Tiền của em đây. Rồi, đi con. Anh ơi, tôi trả tiền nè. Để tôi đưa cô ra bến xe. Thôi khỏi, mẹ con tôi tự lo được rồi. Xe đâu? Tài xế đâu? Xe đâu? Ờ, dạ, gì mấy anh? Tại sao mày bắt cóc cô ta? Tại sao? Em đâu có đâu anh. Tại sao? Dạ. Tại sao bắt cóc cô ta? Dạ không có. Cái cô kia cô nói. Nói cái gì? Dạ. Nó nói nó là má mày, mày cũng tin nữa hả? Dạ không có. Bây giờ nói đâu? Nói đâu? Nói đâu? Cô đi ra ngoài bến xe. Mày em. Nhìn cho kỹ nha. Nó nè, nhìn cho kỹ nha. Nhìn cho kỹ nha. Đi coi. Dạ. Đi, đi kiếm nó. Đi kiếm nó cho tao. Đi. Mày, đứa này, mày theo tao. Dạ. Con đâu rồi Bảo ơi? Mẹ, lần này mà bắt được nó hả? Tao xử luôn tại chỗ. Đừng có đau khổ khóc lóc hoài được không hả? Nè, em biết nó khốn nạn vậy, lần trước em để anh xử nó cho rồi, chứ đâu để đến bây giờ đâu. Đúng là phụ nữ mà, lúc nào cũng đau khổ khóc lóc, đúng tới là mềm lòng như vậy. Lần này em sẽ nghiêm khắc hơn với nó. Tốt, cứ vậy phải tốt hơn không? Mày, lên đó. Dạ. Nó tới kìa. Sao? Người ta nói á, chuyến xe gần nhất đã đi cách đây 2 tiếng. Mới nãy thằng tài xế nói mới bồng thằng nhóc ra đây. Chắc chắn tụi nó còn ở đây. Ông đừng có lo quá. Hy vọng là như vậy. Thì ra mày ở đây. Ê, tụi mày làm gì vậy? Muốn bắt cóc người ta hả? Chạy đâu cứu lại đây. Làm gì vậy? Bỏ chạy đi. Lại đi mày. Ê, ăn hiếp phụ nữ hả mày? Tránh ra, mày lại. Tính dở trò giang hồ ở đây hả? Mày biết tao là ai không? Lại, Út bánh xe nè. Út bánh xe nè. Cứu người ta, cứu thế giới. Cứu thế giới. Có chuyện gì vậy? Cứu thế giới. Bảo nè, uống nước nữa không con? Dạ không. Vậy cô có mắt tè không? Dạ có. Trời, sao nãy giờ không nói? Ngồi chỉnh sao tè được? Xuống, đây. xuống gấp. Có chân đó. Đừng có nhìn con á nha. Rồi, biết rồi. Đừng có đi xa quá nha, mẹ không thấy con đó. Dạ. Ủa, vậy là sau khi cứu ông Hào xong rồi anh với anh Nhí ở đây luôn hả? Ừ. Đi hết con đường này gặp cái nhà gỗ vách đất, anh với Nhí ở đó đó.
Bộ anh tính quy ẩn giang hồ luôn hả? Ờ, cho nên anh với thằng Nhí dọn về đây để tránh kẻ thù với gặp mặt anh em. Vì em thấy ở đây trốn sang biên giới cũng dễ mà. Công nhận. Em thông minh thiệt ha. Anh quá khen. Ủa rồi à, hai anh làm gì để sống? Thì cũng sống tạm tạm. Sống tạm tạm. Đừng có nói với em là ngựa quen đường cũ nha. Cũng dễ bị. Bảo. Dạ. Xong chưa con? Dạ chưa. Hai người tâm sự tiếp đi. Ê, họ tới. Bảo ơi, chạy đi con. Tụi nó cho tao. Chạy đi Bảo. Tụi nó cho tao. Chạy mày. Chạy. Mày ngon quá ha. Mày dám bắt cóc con tao hả? Mày dám bắt cóc con tao hả con quỷ? Con quỷ. Tao giết mày chết. Mày dám bắt cóc con tao. Bắt cóc con tao. Tao giết mày. Tao đánh mẹ tao hả? Mẹ có sao không mẹ? Mày gọi nó bằng gì? Bà không có được đánh mẹ tôi nữa. Bảo ơi, mày có sao không? Bảo. Bảo, mày con tôi. Bảo ơi. Có mẹ rồi, không sao đâu. Không muốn mẹ sao họ đâu. Mẹ thương con mà. Con không có sao đâu, không có sao đâu. Con đừng có sợ nha. Đừng có sợ, có mẹ rồi. Bây giờ anh cho em hai lựa chọn. Một là anh vô trong đó bắn chết con Lan rồi bắt thằng Bảo đi. Nhưng em nên nhớ một điều là nếu như anh làm như vậy thì thằng Bảo nó suốt đời căm hận em và không bao giờ, không bao giờ nó gọi em là mẹ. Em hiểu không? Còn hai, anh sẽ vô trong đó thà chết cho hai mẹ con nó để cho thằng Bảo con Lan được tự do sống với nhau. Anh chỉ nói vậy bởi vì anh không muốn có một cái đuôi đeo dính bận anh, cho nên mới cho thằng Bảo đi bỏ em. Cũng phải. Anh cũng nhận là anh không muốn thằng Bảo đi theo mình. Thực tình là trong thâm tâm không bao giờ anh muốn nó đi theo mình. Nhưng em nghe anh nói, em cố lắng nghe anh nói một lời thật sự xuất phát từ trái tim của anh. Lúc nãy lần đầu tiên anh tát thằng Bảo, tát vào gương mặt ngây thơ vô tội của nó. Tự nhiên anh có cảm giác, anh có cảm giác mình là một người cha.
mình hả anh? Em bình tĩnh, em nên suy nghĩ kỹ. Em bình tĩnh lại đi. Bây giờ cho dù thằng Bảo nó không căm ghét em, nó thương yêu em, nó coi em như một người mẹ, thì người làm cha làm mẹ, mình có nỡ lòng nào dắt theo một thằng con trong chui trong nhủi như mình với căn bệnh quái ác của nó không? Em hiểu rồi, em hiểu rồi anh ơi. Cô phải hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cho thằng Bảo thật tốt. Bà yên tâm, tôi hứa. Bà, có hứa thầy không đó? Bảo à, mẹ Hồng đã nói như vậy rồi là sẽ giữ lời mà. Con yên tâm, mẹ không đổi ý đâu. Con cảm ơn mẹ. Chúng ta chia tay từ đây. Cảm ơn bà. Sau này cô sẽ làm gì để sống? Tôi sẽ về quê làm mắm bỏ mối. Nhà tôi có nghề gia truyền mà. Có một điều này cô hãy nhớ cho, nếu sau này cô có sinh thêm con nữa thì sẽ không có chuyện đó đâu. Bà yên tâm. Tôi luôn sợ là mình sẽ không có đủ tình thương dành cho bé Bảo, cho nên tôi sẽ không... Cảm ơn cô. Sau này nhớ dạy nó nên người. Dạ. Lớn lên con sẽ làm công an. Con nói gì kỳ vậy? Bà Bảo Trọng, là cảm động, giống như phim vậy đó. Trời đất ơi, anh làm hết hồn à. Vậy mà nãy giờ con cứ tưởng là chú trốn rồi chứ. Đúng rồi,
Tôi định trốn rồi đó, nhưng mà tôi thấy tội nghiệp hai người, trốn không nở, được không? Thôi, khuya rồi, về ăn cơm. Mình đi con. Dạ. Anh. Em sao vậy? Em không sao đâu. Chắc tại ngồi xe lâu quá thôi. Từ bây giờ hai ông bà sẽ phải đi bộ. Đi theo con đường này, tới cuối đường ở rẽ phải, men theo bìa rừng, đi thêm tí xíu nữa là tới lán trại của pháo đài. Mình mới nói gì? Đi tới cuối đường. Không, tới đâu kìa? Pháo đài. Pháo đài. Còn con bé ở đây, canh giữ cho cẩn thận đó. Dạ. Chị Đa Bông này tinh vi hơn mình gấp mấy lần. Nó chỉ hơn anh về vũ trang thôi, chứ còn lực mạnh nó thua xa anh. Nó phải hít khói anh 5-7 năm nay. Dù sao thì cũng phải lệ thuộc vào nó, nhưng ở đây cũng được cái đỡ phải lo. Đúng vậy đó, một con ruồi cũng khó lọt qua được. Hai người đi hướng này. Cảm ơn. Mấy cái tụi cầm súng sẵn sàng bắn chết bất cứ người nào với phương châm là giết làm hơn bỏ sót. Không biết đi đường nào nữa. Có cái nhà đằng kia kìa anh. Phải nhà đó không? Hay là nhà nào nữa? Hai người ở chỗ này nè. Thì ra lại là cô nữa à? Hai người quen nhau sao? Chính cô ta dựng chuyện để em đi gặp ông Long lần trước đó. Tại sao bây giờ lại ở đây? Bà hiểu lầm rồi. Lúc trước tôi định cho hai người gặp nhau, nhưng mà lúc đó gia đình tôi có chuyện. Bây giờ tôi đã giải quyết xong hết rồi. Ông Long nhà tôi không có hiếu khách lắm đâu. Ông không thích tất cả mọi người lãng vảng trong khu vực của ông. Chúng tôi sẽ ở trong này suốt, không ra ngoài đâu. Cô đừng bận tâm. Ở trong này á thì đâu có chịu nổi. Ở sau cái láng này nè, có con suối, có thể câu cá giải trí. Ở đó cũng có đường độc đạo đi tới phía sau của pháo đài. Hai người cũng có thể trốn được. Vừa mới tới mà chỉ đường trốn là sao? Tôi chỉ lo xa cho hai người thôi. Ông không đồng ý thì thôi. Có cần cái gì á thì kêu mấy đứa nhỏ nó giúp cho. Vài ngày nữa thì ông Long sẽ gặp hai người.
Lại bắt phải chờ đợi nữa hả? Đành phải vậy thôi. Ông đi mây gì gió mà. Ông tập đợi cho quen. À mà nè, ông chuẩn bị công thức pha chế cho ông đi. Ông về á, đưa cho ông là tốt. Vừa mới tới chưa kịp ngồi là bắt đưa công thức rồi. Cuộc đời nó bạc bẽo như vậy mà. Em đừng vậy mà, anh lo lắm. Bây giờ ngoài chuyện sống chết, không còn chuyện gì đáng để mình lo nữa đâu anh. Em cầm đi. Không cần đâu. Đường xa biết bao nhiêu chuyện hết, cũng không biết bao nhiêu là đủ nữa. Thôi anh. Thôi. Em cầm đi, đừng có ngại. Thật ra lúc này tụi anh kẹt quá, chứ nếu không đã đưa nhiều hơn cho hai người rồi. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu. Vậy là chú không có đi với mẹ con hả? Ừ. Nếu không vì ân quán giang hồ, lệnh triệu tập của công an, thì chú đã đi với con rồi. Nếu mà không vì bé Bảo bị bệnh, cần phải ở thành phố mới đủ điều kiện chữa trị, Thì mẹ con cũng ở lại đây với chú luôn rồi. Không sao đâu. Khi nào có dịp chú lên thành phố thăm hai người nha. Dạ. Anh đừng có đổi số điện thoại nha. Ừ. Anh sẽ giữ số này để liên lạc với em. Có gì nhắn tin nha. Mỗi ngày anh kiểm tra tin nhắn 2 lần, sáng với tối. Giống như đánh răng phải không chú? Hả? Ừ. Vậy khi nào mà con đánh răng á, chú sẽ kiểm tra tin nhắn nha. Dạ. Thôi hai mẹ con đi nha. Ừ. Em giấu thằng bé cẩn thận nha, chỉ để kẻ thù của ba nó phát hiện ra, bắt công giận cá chém thớt. Em biết rồi. Còn anh nữa, anh cũng phải cẩn thận đó. Anh ơi, cho em lên. Xin lỗi. Rồi, ổn định chỗ ngồi nha, xe chạy nha. Hai mẹ con cẩn thận nha. Thằng này mày linh như quỷ vậy đó. Mới nhắc mày xong mày xuất hiện. Anh kia. Đây là Lâm. Thằng Nhí biết rõ rồi. Chào anh, tôi từng làm ở quán ba Trương Lâm. Làm gì lặn lội tới đây vậy? Có nhiều chuyện để nói lắm. Đi. Và cũng có nhiều chuyện cần anh và anh Nhí giúp đỡ. Đi. Cái gì? Vậy là ông Kiệt là cảnh sát chìm hả? Còn bà này là gián điệp lúc trước hả? Bà ác lắm. Vậy là hai người không phải là giang hồ. Mày khùng hả? Công an sao giang hồ được mày? Bây giờ hai người muốn cái gì? Chúng tôi muốn nhờ anh giúp đỡ bằng cách chỉ dẫn chúng tôi qua chỗ Trùm Long để bắt Trí Tài. Nếu như hai anh hỗ trợ chúng tôi bắt được đối tượng nguy hiểm này thì sẽ được hưởng khoan hồng. Là giảm án hả? Phải. Những tội danh mà mấy anh gây ra sẽ được cân nhắc để giảm án nhẹ. Giảm án nhẹ là có ở tù không hay là không ở tù? Dù gì thì các anh cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng của mình chứ. Hỗ trợ chúng tôi bắt được tên trùm ma túy này, đó chính là thể hiện trách nhiệm của các anh đối với cộng đồng này đó. Mày làm. Anh thấy em mệt rồi đó. Vô trong nghỉ trước đi. Làm gì mặt ngu ra vậy? Mày định khai cái gì sao mà hút thuốc của công an?
Ờ à, quên, mỗi lần lấy khẩu cung công an hay mượn thuốc lắm. Ngồi chơi. Công an có đời nào mà ngồi chung với giang hồ. Ờ à, ha. Nghe tới cái tên đó là muốn bỏ chạy mất dép. Còn bày đặt trách nhiệm với cộng đồng. Thì coi như nãy giờ tao với mày coi tivi đi, thấy bà nói văn vẻ bóng gió vậy thôi, chứ mày đừng nghĩ đau to búa lớn chi. Ở cái chỗ khỉ này không sướng sao mà bây giờ bà đặt quay lại cái hang hùm đó. Thiệt, nó không phải khoe chứ hả, tao cũng sợ cái cảnh mà dao kề cổ gà mà súng kẹp tai khỉ lắm, tao cũng sợ lắm mày ơi. Còn ông, ông muốn quay lại cái chỗ đó làm gì? Đó là nghề của tao mà. Đúng rồi, ông là công an mà. Ủa, mà ông không sợ xin nghề tử nghiệp sao? Có chứ. Nhưng mà làm nghề nào chả phải chết, đúng không? Quan trọng là lựa chọn cái chết như thế nào thôi. Tụi bây cứ từ từ suy nghĩ đi. Tao vô trong làm mồi trước. Giờ sao? Tao cũng không biết nữa. Mày sợ chết không? Tao mà sợ chết cái gì? Sao mày? Ai muốn sợ chết? Tao cũng sợ chết muốn chết nè. Nhưng mà ông Kiệt nói có lý. Ai mà không chết? Mà chết sao cho nó có ý nghĩa, đúng không? Mình có nên giúp ông Kiệt không ta? Chứ ở cái nơi này á, khỉ ho cò gái, không có chuyện gì làm, chán muốn chết à. Sao mày? Hả, mày sao? Hả? Cái gì? Vậy là mày đồng ý giúp ông Kiệt đúng không? Ai nói ba? Tao thấy mày dò đầu bứt tóc đấu tranh tư tưởng quá mà. Hay. Tao đau bụng. Trời, thằng này vô duyên vậy ta. Bây giờ mày đi với tao không? Đi đâu? Đi vô rừng bứt cỏ. Ê, còn Kiệt sao? Ông đang làm mồi nhậu kìa. Hãy. Hai người kia đâu rồi anh? Tụi nó về từ sớm, chuồng đã mất tiêu rồi. Chắc là họ ngại nói lời chia tay. Anh đang thất vọng hả? Không, anh đang nghĩ là không biết tụi nó sẽ làm cái gì đây. Hay là chờ mình đi rồi mới xuất hiện? Anh nghĩ là tụi nó không phải là không muốn giúp mình đâu. Thiệt ra cuộc sống của họ đang yên ổn mà, tại sao phải dấn thân vào chỗ nguy hiểm này làm gì? Tụi nó không sợ nguy hiểm, mà tụi nó không phải là người thích sống yên ổn. Hôm qua chính miệng anh Hải đã nói như vậy mà. Thì tụi nó nói ra trong lúc suy nghĩ tức thời thôi. Mà nếu như tụi nó thích cuộc sống yên ổn thì đã không gia nhập giang hồ từ lúc mới 3 tuổi. Anh nghĩ là họ sẽ gọi cho mình hả? Đâu có mất mát gì đâu. Chúng ta đi. Còn phòng không chị? Con có sim điện thoại không chị? À, số này dễ nhớ nè. Thêm 5 đô nghe. Sao mắc quá vậy? Số dễ nhớ mà. À, tính luôn vô tiền phòng nghe. Được rồi, không sao đâu, lấy phòng đi.
Ở đây có mấy nước nóng, mai mốt qua đây nhớ ghé ủng hộ tôi nha. Cho tôi hỏi nè, ở đây an toàn không vậy? Trời đất, du lịch bụi mà. An toàn thì phải biết tự lo chứ. Tất nhiên tôi nói dịch vụ của tôi là an toàn rồi. Vậy nghe. Rồi, cảm ơn. Chìa khóa phòng đây. Lúc đi Hải Phương có cho em số điện thoại của bà Nguyệt, vợ của Trùm Long bên đây. Em muốn gọi bà liền sao? Thì cô ấy nói là cô ấy sẽ sắp xếp công việc ở bển rồi qua hỗ trợ cho mình ngay. Không biết mấy ngày nữa sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất là đừng trông chờ vào cổ. Em biết, nhưng mà em chỉ sợ là mình không thuyết phục được bà Nguyệt giúp đỡ cho mình thì sao? Trong thời điểm này, bà Nguyệt không có động lực gì để giúp mình nữa đâu. Thì đó. Không lẽ là người của bà Nguyệt? Em nghĩ như vậy à? Nghe Hải Phương nói, lần trước họ cũng trượt theo bà Nguyệt như vậy đó. Vụ đâu? Ai người tự... Cái gì mà xui vậy? Mới tới đây là bị trộm cắp rồi. Em coi sẽ có mất gì không? Giấy tờ của em bị mất hết rồi. Em có kỹ lại chưa? Em coi kỹ rồi. Passport của anh với em cũng bị mất luôn. Biết gì túm cổ thằng kia ra khảo tiếp. Để làm gì chứ? Trễ một bước thôi thì trí tài có thể cao bay xa chạy. Nhưng mà bây giờ đồ đạc cũng bị mất hết rồi. Tiền bạc cũng mất hết luôn. Biết làm sao đây? Thôi thì mất thì thôi chứ sao giờ. Giờ chỉ sử dụng vốn tự có thôi. Anh đừng nói là anh bắt em đi làm vũ công nữa nha. Có thể lắm. Mày lắm. Thằng giữa đây nè. Mày mở cửa. Đừng Mình Kiệt. Mình Kiệt. Nhí Hải. Mình ơi. Ui da. Trời ơi, hai người đón tiếp tụi tôi nồng hậu quá vậy. Sao hai người biết tụi tôi ở đây? Thì bà chủ nhà trọ nói. Bà nói có con cặp vô đây mà thuê cái phòng có hai cái giường đôi. Bộ biết tụi tôi tới hả? Trời ơi, công nhận giường tưng và êm ghê ha. Cái gì đây? Hai người mới chơi cái trò gì vậy? Trời ơi, sao quần áo vương vãi rơi rụng dữ vậy anh? Anh Kỳ, đủ đi hành lương hả? Anh nói cái gì vậy? Trời ơi, anh, ghê thiệt. Mấy vụ này kỹ kỹ gọn gàng chút xíu anh. Bậy bạ hết sức. Để vậy sao được? Ui da. Trộm nó vô đó. Ủa, trộm hả? Tôi có mất gì không? Tiền bạc và giấy tờ. Vụ này căng rồi. Dạo gần đây tụi nó hay chơi passport để bán cho tội phạm lắm. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng tôi cũng không biết làm sao nữa đây nè. Bây giờ dù muốn dù không, tụi tôi vẫn phải tiếp tục truy tìm trí tài. Anh Kiệt, em có chuyện muốn nói với anh nè. Hai đứa em bàn bạc với nhau rồi. Vậy là các anh đã đồng ý giúp tụi tôi rồi hả? Ừ. Phải. Tôi từng một lần được đưa đến pháo đài của Trùm Long. Hy vọng là còn nhớ đường. Anh vừa mới nói cái gì? Pháo đài. Chỗ ở của Trùm Long là một pháo đài khép kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đi, hướng này. Hải. Cái gì? Nghỉ mệt xíu đi. Đi với mày chừng nào mới tới? Mệt quá. Thôi thì dù gì tối nay cũng ngủ ở đây rồi, cho anh nghỉ mệt tí đi. Đúng rồi đó. Tôi con người mà, chứ không phải con thú đâu. Mệt anh chết à. Thu nước xíu chứ. Ê. Úi da,
Anh làm cái gì vậy? Sao phí nước quá vậy? Tôi uống nước, tôi khát nước, cho tôi uống nước chứ. Uống đi. Bắt đầu lên cao rồi đó. Mọi người phải cẩn thận, không khí loãng đó. Coi chừng khó thở. Mệt quá. Mà mày đi đường này có đúng không vậy? Sao mà lâu quá? Chắc mà. Đi phải một ngày một đêm mới tới. Tưởng dễ hả? Tôi đi một lần rồi. Chắc không? Chắc. Đường xa như vậy, thảo nào khó mà gặp được trùng long. Có khi nào có đường khác dễ đi hơn mà không nói cho anh biết không? Đúng rồi đó. Hay là có đường nào khác? Chắc cũng có 3-4 đường lên trển. Cái gì? 3-4 đường luôn hả? Tại sao ông dẫn tôi đi mấy cái đường khác gần hơn? Dẫn tôi đi mấy cái đường này xa quá mà. Tôi khổ quá mà. Tao chỉ biết có đường này à. Mày có ngon á, mày dắt đi. Đi theo tao chi? Tôi có trách gì ông đâu, tôi có lại gì ông đâu. Tôi không biết đường sao tôi dắt, nên tôi mới nhờ ông dắt á. Thôi mà, đừng có cãi nhau nữa. Tôi khổ quá mà. Sao hết mệt chưa? Ông còn chửi tôi nữa. Đi. Mọi người có nghe gì không? Hình như là tiếng suối. Đúng rồi, có tiếng nước chảy. Nước chảy cái gì? Là tiếng suối reo. Vậy là đúng đường rồi. Đi theo tôi, đi theo tôi. Đúng đường rồi hả? Gần tới rồi, gần tới rồi. Đó, thấy chưa? Có con suối mà. Đúng rồi, chính xác. Rồi sao? Tới chưa? Bây giờ mình đi theo con suối này. Chừng một tiếng đồng hồ nữa sẽ tới pháo đài của trùm long đó. Ê, đừng giỡn, có một tiếng mà mày xô tao. Còn một tiếng đồng hồ thôi mà. Sao đông như vậy? Sao tôi hồi hộp quá? Anh đừng có lo, anh đừng có gây tiếng động là không sao đâu. Đông quá. Hàng gì quá trời vậy? Đừng có giỡn may lắm. Mày làm được cái giỡn nổi da gà hết trơn nè bà. Trời, tôi có làm gì anh đâu. Anh Kiệt, anh đừng có giỡn. Tôi đâu có làm gì đâu mà giỡn. Thì bởi vậy. Đừng có giỡn. Tôi đang điếm coi nó có bao nhiêu tên mà. Nó nhiều lắm. Giờ sao? Bây giờ nó có 3 thằng mà có 4 thằng, có nên phản công không? Một khẩu súng bắn chết 4 đứa. Bây giờ có 3 khẩu súng chỉ vô đầu, chết chắc. Mình mà la lớn là tụi nó bắt hết cả đám đó. Mấy người lại. Ông Kiệt ơi, chắc nó không hiểu tiếng Việt. Kamachaka, Kamachaka la pa. Cái gì vậy nhỉ? Đó là tiếng Thái. Phải nói tiếng Campuchia. Đất Campuchia mà. Bọn. Hello, hello bọn. Bọn. Thôi, mày làm nói tiếng Anh đi. Tụi mày lại. Người bệnh nói tiếng Việt ha. Người bệnh. Xin chào. Người bệnh lại, đi đâu? Tụi tôi đi du lịch. Đi du lịch thôi ạ. Đúng rồi, tụi tôi đi du lịch. Đi phượt mà. Khám phá thiên nhiên. Machine Ray á. Có coi show đó không? Với lại đây đâu có gắn cái bảng là cấm khách du lịch đi khám phá đâu. Thông cảm, chắc tụi này đi lạc đường. Anh thông cảm đi, tụi tôi vòng vô rồi vòng ra liền. Đi du lịch về passport tụi bay đâu? Để quên ở khách sạn rồi. Đúng rồi, tụi tôi làm thủ tục xong thì lễ tân nó giữ lại. Nhìn mặt tụi bay gian lắm. Không có, rất là thân thiện. Nhìn tụi bay không phải công an cũng là giang hồ hả? Trời, ông này có mắt tin đời ghê ta. Gì? Hả? Thôi không nói gì nữa, đi tao về, nhanh. Đi. Đi nhanh. Từ từ anh. Đừng có chĩa cây súng vô người em quá. Nhanh lên. Ăn uống như vậy hoài, suy dinh dưỡng cả đám. Em ăn đi cho nóng. Em không thấy đói.
Em cứ ăn đi, ăn cho nóng rồi đi dạo một vòng đi, cảnh ở đây cũng được lắm. Em không còn tâm trí nào để hứng thú với điều gì nữa. Em cứ vậy hoài thì cứ coi như một giấc mơ đi, mọi chuyện rồi sẽ qua mà. Ăn đi cho nóng. Chuyện gì nữa? Em không biết bây giờ thằng Bảo sao nữa. Lỡ nó trở bệnh nặng thì con Lan đâu có đủ tiền lo cho nó. Chuyện đó không phải là chuyện của em nữa. Chuyện cần thiết bây giờ là phải làm sao chế tạo ra được một loại thuốc mới, phải tìm ra một công thức mới trước khi đưa công thức cũ cho Trùm Long. Khổ thân anh quá. Vì vậy bây giờ anh xin em, anh xin em là đừng bao giờ nhắc tới thằng Bảo hay nghĩ tới thằng Bảo trước mặt anh có được không? Được rồi, em không nhắc nữa. Bảo nó đang hấp hối anh ơi. Thằng Bảo hấp hối à? Nó không được, bằng mọi cách em phải về bệnh, em phải về bệnh, bằng mọi cách em phải về bệnh. Em bình tĩnh. Nó hấp hối rồi, em sợ, em phải nhìn mặt nó lần cuối anh em ơi. Bình tĩnh đi. Em sợ. Bình tĩnh lại. Chuyện đó để anh từ từ giải quyết. Bình tĩnh đi. Cô sao vậy? Đó là một lời đề nghị tốt, rất tốt. Nhưng mà làm như vậy có nghĩa là tôi đã phản bội bà Hồng? Trước sau thằng nhỏ nó cũng lên cơn mà. Nhưng đây là giả bộ. Nói sao cho cô hiểu đây. Tôi hiểu, nhưng tóm lại là không có được đâu. Tại sao không được? Nếu như mà họ thất bại, nếu như bà Hồng biết là tôi và bé Bảo đã gạt bà sẽ giết cả hai đó. Nếu nó nhẫn tâm như vậy, nó đã giết từ hôm bữa rồi. Nhưng mà công an họ nhắn tin cho bà Hồng rồi, cô ngồi trên lưng cọp rồi. Nhưng mà mục tiêu của họ là Trương Hùng chứ không phải là bà Hồng. Cô thương lượng giảm án cho bà Hồng, cô không có tội gì với bà hết, hiểu chưa? Tôi hiểu. Nhưng lỡ như bà Hồng phải về thăm bé Bảo một mình thì sao? Lỡ như ông không tới thì sao? Nó sẽ đi, chắc chắn sẽ đi. Nó luôn không muốn người ta biết điểm yếu của mình, cho nên lúc nào nó cũng phải bảo vệ điểm yếu của nó. Nè con. Dạ. Đỡ chưa, uống nữa không? Dạ được rồi. Mẹ ơi, sao vậy? Có chuyện gì hả con? Con muốn hai ông bà kia bị bắt. Trời ơi, sao con nói vậy?
Con nói thiệt á, con nghe mấy cô chú công an nói, cho nên con muốn ông bà bị bắt. Thôi, con không có nói vậy nữa nghe không? Nhưng mà chỉ khi nào họ bị bắt thì mẹ con mình mới sống yên ổn được. Sao mẹ không giúp mấy cô chú công an đi mẹ? Con còn nhỏ lắm, con không hiểu được chuyện này đâu. Nè, mẹ muốn con hứa với mẹ, từ rày về sau không bao giờ được nghĩ tới chuyện này nữa, được không? Nhưng mà mọi người còn con phải giả bệnh thì đây cũng là chuyện của con vậy. Mọi người còn phải bàn với con chứ. Thiệt tình đó, mẹ còn chưa đồng ý là có hợp tác với họ hay không mà. Vậy thì mẹ phải bàn với con chứ. Sao mẹ không chịu hợp tác với mấy cô chú đó? Sao vậy mẹ? Chuyện dài dòng khó giải thích lắm. Bây giờ mẹ con mình phải qua nhà của bác Hai, vợ của bác Vĩnh đó, để vay chút tiền đã. Chuyện tiền nong chúng tôi đã lo cho chị rồi. Đây là một ít tiền mặt, để cho hai mẹ con chi tiêu và an tâm ở lại đây giúp cô chú phá án nha. Con cảm ơn cô. Mình có tiền rồi nè mẹ, khỏi cần đi. Bé Bảo. Dạ. Mẹ còn chưa nhận lời mà. Chị à, không sao đâu, chị yên tâm đi. Con nè, đây là số tiền các cô chú quyên góp được để cho con mua thuốc uống. Còn tiền diễn phí để con đóng kịch này nọ thì đã có cơ quan lo hết rồi. Kìa chị, sao lại dạy cho bé Bảo những điều này? Chị đừng có đánh giá thấp bé Bảo như vậy. Nếu so về tuổi tác á, thì bé Bảo còn rất nhỏ. Nhưng mà nói về bề dày kinh nghiệm thì so với những cậu bé 20 tuổi được cha mẹ bảo bọc thì không bằng bé Bảo đâu. Con sao vậy? Ủa chị, bé Bảo sao vậy chị? Con có sao không? Chị đưa bé đi bệnh viện cấp cứu đi. Trời ơi, sao chị tỉnh bơ vậy? Thôi, không có diễn nữa. Hả? Thiệt trời tình ơi. Đó con làm cô hết hồn à. Mẹ làm con bể mánh luôn rồi. Con đó nha, con hư lắm biết không? Trời ơi, con diễn như thiệt làm cô hết hồn á. Mẹ nghe cô nói rồi đó. Vậy mình giúp cô chú nha mẹ. Vậy bây giờ chị với bé Bảo tính đi đâu? Thì đi bệnh viện chứ đi đâu, nó đang hấp hối mà. Ủa có bị gì đâu chị? Thôi, đi liền đi cho kịp. Lần này thì khỏi diễn nữa ha, cô biết rồi. Đi. Mai Lâm, em có sao không Mai Lâm? Trời ơi, Mai Lâm vẫn còn xỉu luôn hả? Công nhận cái thằng ông nội này vũ phu thiệt. Tán cái nhỏ xỉu giờ này chưa tỉnh luôn ta. Công nhận tụi nó đánh mạnh thiệt chứ. Mà mày cũng hay thiệt, đánh phụ nữ mạnh như vậy mà mày cũng không khai. Nó mà đánh hai tụi tao chắc mày đứng cười phải không? Ý ông khen tôi cứng đầu chứ gì? Không phải, ý tao nói tụi nó đánh lộn rồi, chứ đánh mày, mày khai luôn rồi. Không dám đâu, bậy bạ không à. Coi vậy chứ tôi lì lắm mà. Nó tán tôi hai cái cỡ vậy bảo đảm tôi không khai luôn á. Thôi đừng cãi nhau nữa, tìm cách thoát khỏi chỗ này đi đã. Ê, rung rung, sợ ơi, anh lắc như vậy á, một hồi cái này nó sập xuống, bốn người chết queo, không kịp chạy bây giờ á. Đúng là cái đồ bự con, dùng sức. Nhí, coi tao dùng thế nè. Thế gì? Quéo vô đi. Bây giờ tao sẽ tự cắt dây trói của tao, rồi tao qua tao cứu mày. Hay quá, lẹ đi. Cắt đi, ông muốn cái gì vậy? Không tới. Trời ơi, rồi giờ sao? Để tao suy nghĩ, tao có nhiều cách lắm. À, mày xòe tay ra. Làm gì?
tao sẽ quăng con dao qua mày, cho mày chụp, rồi mày cắt dây trói của mày. Mày qua mày cắt dây trói cho tao. Hợp lý không? Hả? Lấy đà. Ê, bậy rồi. Sợ ông Phong ông trúng cái tay tôi, trúng giữa cái trán tôi chết sao? Sao mà vậy được? Yên tâm. Ê, đừng bỏ cái đó đi. Vậy thôi, mày nhát quá. Bây giờ tao chì qua mày, rồi mày phóng qua đây, tao chụp, tao cắt dây. Trời ơi, vậy cũng nghĩ ra nữa hả? Trời ơi, chết rồi, mang vớ sao kẹp. Trời ơi. Bây giờ sao? Thôi. Bây giờ vậy nè, bây giờ ông phóng qua cho anh Kiệt, rồi anh Kiệt chụp giùm cho. Anh Kiệt, được anh. Thằng Hải nó phóng chính xác lắm. Nó phóng gì mà lên tới mặt anh á, lạnh cắn lại cũng được. Phóng đi, phóng cho anh Kiệt nè. Được không? Hải, mày phóng thử qua nó trước đi. Hay, không có được. Em cắn không được. Sợ em cắn cái lưỡi dao nó không nằm ngang mà nó nằm dọc, nó xiên vô đây luôn sao? Thôi được rồi. Mày Lâm, em thấy trong người sao rồi? Em không sao. Bọn họ có tin mình là du khách chưa? Ê Kiệt. Rồi, tôi đếm đến ba nha, để em vào qua đây. Để tao phóng cho. Rồi, xoay ngang con dao ra. Cho nó an toàn. Cái gì vậy? Phóng luôn đi anh, phóng luôn đi. Đừng. Phóng đi nè. Đừng. Bác sĩ ơi, giúp giùm con tôi đi bác sĩ ơi. Coi qua, còn mấy chục lần rồi, lần nào cũng khóc. Con Lan, nó không có tiền để chữa bệnh cho thằng Bảo. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chuyện đó không còn là chuyện của mình nữa. Nhưng còn nữa, còn tát anh ơi. Tát cái gì nữa? Bác sĩ chẩn đoán là vô phường cứu chữa rồi mà. Em không tin. Em làm gì vậy? Em muốn làm gì hả? Em phải về bệnh, cho dù nó có chết em cũng phải gặp mặt nó lần cuối. Em điên hả? Mình đang bị truy nã đó. Chỉ có anh bị thôi, chứ em không có. Em nói vậy là sao? Anh gỡ đây một mình đi, em phải đi về bển gặp mặt con em. Em điên rồi. Bây giờ em bước ra đường một mình, gặp bọn lừa đảo, em chỉ còn một nước là chết mà thôi. Nhưng dù thế nào em cũng phải đi. Anh không có quyền cản em. Anh có hiểu như thế nào là nỗi đau của người mẹ không? Anh hiểu tình cảm mẫu tử thiêng liêng như thế nào không? Không, anh không thương nó. Nhưng em lúc nào cũng coi nó là con của mình. Tại sao, tại sao khi nó còn sống anh cứ đòi giết nó? Bây giờ nó sắp chết rồi, tại sao không cho em đi gặp nó? Anh đã hắc độc với mọi người, anh đã hắc độc với vợ con mình. Anh ngăn cản không cho người mẹ đi gặp con lần cuối. Anh đã hắc lắm anh Hùng ơi, anh đã hắc lắm. Thôi được rồi, em yên tâm đi, anh sẽ lo chuyện này. Vậy là anh chịu về bên đó với em rồi hả? Không, anh sẽ nói với Trùm Long cho người bảo vệ em. Vậy có được không? Mấy bữa nay nó đâu chịu gặp mình đâu. Nó phải chịu thôi, bởi vì anh còn giá trị lợi dụng. Tại sao mình không nhân cơ hội này trao đổi với nó? Chẳng lẽ mình chịu lép giới hoài sao? Vậy là em phải đi về bến một mình hả? Không, anh đi với em. Bởi vì nếu như mẹ em có mệnh hệ gì thì anh sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Tóm lại, đây là khu vực nhạy cảm về quân sự, cho nên ông Long dùng nó làm lợi thế lập căn cứ ở đây để tránh tay mắt, đúng không? Cô thông minh lắm. Cũng chính vì vậy mà ở đây không có luật pháp nào can thiệp cả. Vậy là ý bà nói ông ta dùng luật rừng hả? Còn hơn luật rừng nữa. Còn hơn luật rừng nữa là sao? Thì cũng như là Trùm Long vậy đó. Ông lập ra luật lệ của ông, xong rồi á, ai xâm nhập vô thì ông bắn bỏ. Vậy là có một thế lực khác hậu thuẫn sau lưng phải không? Cái đó tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ là có. Vẫn biết được rằng ông Tài và bà Hồng là khách mời ở đây, nhưng mà chúng ta khó mà tìm cách để đưa họ ra được. Nhưng dù sao thì lần này cũng cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đừng có nói như vậy, tôi giúp tới đây thôi. Coi như là tôi đền ơn cô Hải Phương đã cứu mạng của tôi. Sao cô nói vậy? Ý của cổ á là muốn đừng có làm phiền cổ nữa. Dù sao thì cũng cảm ơn cô nhiều. Thôi không có gì, mình chia tay đi nha. Cô đi đi. Đi vậy? Bỏ súng xuống. Mày bước tới, tao giết bảy ngay. Bỏ súng xuống. Tao mà rụng một con tóc là ông Long xử mày biết chưa? Dạ. Đây là chỗ ở phó thủ lĩnh Trùm Long. Mày nên nhớ là tao không muốn ai biết có kẻ đột nhập vào và thoát ra được, đặc biệt là Trùm Long. Mày nhớ chưa? Bỏ tao xuống. Không có gì. Anh bạn nên nhớ, chỉ cần kêu cứu là anh bạn gặp nạn. Chúng ta hợp tác để không có ai bị thương vong, đồng ý không anh bạn? Đi, giữ khoảng cách an toàn, tôi hay lạc đạn lắm đó. Anh Kiệt. Hả? Nhìn kìa. Sao giờ Kiệt? Nhiều súng lắm. Tạm biệt. Cảm ơn cô. Trời, không dắt đi đường tắt, sao chạy sao đến xe không vậy? Đường tắt. Đó hả? Quay. Nghĩ đại đi. Giờ sao? Nhà giống tao nè, nghe là tao xuống đi, đường tắt. Chết tôi rồi. Đi. Trời ơi, không dắt tôi đi đường gì nữa vậy? Đường tắt hả? Đúng rồi. Tin tôi đi, đường này đường tắt, bọc đầu. Cái gì vậy? Một cặp luôn. Trời sinh. Trời. Trời ơi, sao hồi nãy ông không chịu nắm tay tôi dìu xuống giống như anh Kiệt dìu bà này vậy? Nghĩ sao tao mày nắm tay nhau tung tăng dìu nhau xuống hả? Thì gớm. Thôi luôn à. Bây giờ đi đường nào, nhanh lên. Đi đường này. Đường tắt nữa hả? Đường tắt ngoài vậy. Không đầy một buổi, giống đã trừ xong nạn nước. Lúc bấy giờ giống đã tiến tới chân núi Sóc Sơn. Đến đây, giống liền cởi giáp, bỏ nón lại, rồi cả người và ngựa bay thẳng về trời. Nằm xuống, lấy ô xe chụp vô đi con. Bảo ơi, con đừng làm mẹ sợ mà bà. Chị, em nè. Ủa? Phương. Là tôi hết hồn mà. Ủa? Bảo, con làm gì vậy? Dạ, con ô hơi. Trời đất. Trời ơi, thở oxy bằng cái này hả? Dạ. Con thiệt tình á, đưa đây cho mẹ. Dạ. Chị, em có mua một ít cam với lại đồ chụp oxy để cho ông Bảo nó xài. Còn đó. Nhưng mà sao tốn kém quá vậy? Có tốn kém gì đâu. Cái này là tiền của tình kia đó. Cô Phương ơi, mấy bữa nay mẹ con còn lo. Tối nào mẹ con cũng không có ngủ được hết đó. Vậy hả? Chị nè, chị đừng có lo lắng quá. Không phải, tại tôi mới đọc bài báo, tôi thấy có vụ một bé học sinh bị tụi bắt cóc tống tiền. Nó giết chết rồi nó ném xác dưới sông đó. Biết tại sao không? Tại vì cha mẹ của bé đã báo công an. Cái chuyện đó thì tôi không biết.
Nhưng mà tôi có thể chắc chắn rằng luôn có 4 đội trinh sát trong ngoài giám sát để bảo vệ hai mẹ con chị 24/24. Đến một con ruồi muốn vô đây quấy phá cũng không được nữa. Nên chị yên tâm nha. Con nói thiệt không đó? Không lẽ bây giờ tôi phải chỉ từng người cho chị biết hay sao? Con biết nè. Con biết gì? Cái ông đó đó, ngày nào cũng đọc báo ở đó, chắc chắn là bạn của cô Phương rồi. Bảo? Dạ. Sao con biết? Thì tại vì có tờ báo ông đọc hoài à. Alo. Đồng chí Minh, sao không đổi tờ báo khác đi? Có tờ đọc hoài vậy, bị lộ rồi đó. Có vẻ như ai cũng có thể làm thám tử được ha. Dạ, bởi vậy nên tôi mới lo nè. Ông Hùng ổng mà biết chuyện này, ông giết hai mẹ con tôi chết rồi ông mới bỏ trốn đó. Trời ơi, ông dễ sợ lắm. Con không có sợ. Dù có chuyện gì con cũng sẽ đi với mẹ. Cho dù có chết con cũng sẽ đi với mẹ. Thôi, mẹ đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi, con đừng có nói tới chuyện sống chết trước mặt mẹ, hiểu không? Dạ. Có chuyện tôi phải đi gấp rồi. Có gì tôi sẽ báo sau nha. Hai mẹ con bảo trọng đó. Cô đi nha. Dạ. Ai? Sao ông làm tôi bất mãn quá vậy? Ông nói đường tắt đường tiết gì mà đi nãy giờ tới đêm mà không thấy chiếc xe đâu hết vậy? Sắp tới rồi. Đường tắt gì vậy? Tao nói tắt nắng mới tới mà. Đó, thấy chưa? Cuối cùng cũng tới. Xe nó đó. Đi. Nhìn lên. Bé. Đúng rồi, nó tắt máy xe xong mày mới tới đó. Ê, ê. Đó, 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 đó. Tụi nó là đàn em của đại ca Cường Sói đó. Ủa, ông còn ở trong băng nhóm đó hả? Bỏ lâu rồi. Sao kêu đại ca? Một ngày là đại ca, suốt đời là đại ca. Ông kêu tôi bằng gì? Thằng. Vậy suốt đời ông kêu tôi bằng thằng? Thằng bản. Nè, Cường Sói mỗi lần bắt người đưa đến đây thì giam ở chỗ nào? Chỉ có một chỗ thôi. Trời ơi, luôn mình có súng mà. Ờ, cái khẩu súng kia đâu rồi? Súng nào? Tôi đâu có. Khẩu AK đó. Hồi nãy trượt xuống đau mong quá, bỏ đâu không nhớ nữa. Mày hay quá. Trời ơi, ông nội là đang bất mãn triền miên luôn à. Mày muốn gì nói đi, đừng dài dòng nữa. Từ từ, tao với mày còn nói chuyện mà. Làm gì mà gấp gáp dữ vậy mày? Tao không có chuyện gì để nói với mày. Vợ tao đâu? Chà, bây giờ tao mới thấy mày có cảm giác lo lắng cho hồng nhan tri kỷ của mày rồi đó. Mình trả lời tao trước đi. Vợ tao đâu? Vậy thì trước đây, khi tao điện thoại cho mày, mày trả lời với tao như thế nào khi mày giết con vợ bé của tao? Tao quên. Xem ra tao với mày còn nhiều ân oán lắm đó, Trương Hùng à. Mày nổi điên cái gì đó? Hả? Mày gọi ai là Trương Hùng? Hả? Tại sao mày gọi tao là Trương Hùng? Trên thế gian này bây giờ ai mà không biết mày là thằng Trương Hùng? Tao. Nhanh lên. Thả tôi ra. Hồng. Hùng ra. Dì Hồng. Em có sao? Em không sao. Còn anh? Anh không sao. Tao nghĩ là khó chia lìa được hai đứa tụi bay rồi. Được, tao sẽ cho hai đứa tụi bay chết chung cả đám. Nhưng mà trước khi chết phải nếm mùi tra tấn cái đã. Khoan đã. Ai? Mày cố tình bắt sống tụi tao về đây không phải để giết hay để tra tấn đúng không? Vậy chứ mày nghĩ mày còn giá trị gì? Anh. Mày đừng làm bộ nữa.
Mày rất muốn biết kiếp của tao đúng không? Anh à, đừng để nó được nước làm càn nha anh. Được rồi, đưa con bộ đàn bà này qua cái kho kế bên để đàn ông làm việc. Dạ. Đi. Dạ. Dù gì cũng đừng trao đổi với nó nha anh. Biết rồi. Yên tâm đi. Cuối cùng rồi á, thì cũng có khách hàng của mày đã chịu làm ăn với tao. Mày đừng có dựng chuyện. Mày nghĩ sao thì tùy mày. Bây giờ tao không còn lệ thuộc ông Long nhiều nữa. Suy cho cùng thì vận tốt của tao đã tới, được lên hương. Còn mày đang tuột chất mà không phanh. Mày đừng có nói hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Tao không giết con vợ mày mới là hồ đồ. Thứ đàn bà độc ác tra tấn con người ta giả mang cho đến chết, mất hết nhân tính. Mày không được nói xấu vợ tao. Mấy người thả tôi ra đi. Thả ra đi, chứ không một chút người của Trùng Long tới á, mấy người không còn mạng đâu đó. Bây giờ ông ta làm thượng khách ở bên đó rồi, mà mấy người còn theo cường sói để làm gì? Địa bàn của nó hoang tàn rồi, công an đã truy lùng ráo riết đó. Tại chồng bà thôi. Nó nói đúng đó, im đi. Cái này gọi là thời thế. Đại ca mấy người ăn sỏi ở thì, bây giờ nó đang xuống dốc. Mấy người mà theo nó hả, có ngày ôm nhau nhảy xuống sông chết cả lũ á. Im miệng đi. Con mụ đi chăn xảo lắm, tụi bay đừng có tin. Chưa kể đến cái quả là bị công an bắt nữa. Nè, chẳng lẽ mấy người muốn trốn chui trốn nhủi ở trong rừng dày quà hay sao? Lèm mềm nhức đầu quá. Mày lấy cái băng keo dán miệng của mụ đó lại cho tao. Để tao. Tôi nói mấy người không tin, sau này đừng có hối hận nghe chưa. Mày thấy sao? Đề nghị của tao tốt chứ. Mày tưởng cái bí kíp của mày có thể đền nổi mấy nhân mạng của gia đình, người nhà và đệ tử của tao sao? Tao không nói vậy. Chưa hết đâu, còn cả kho hàng, địa bàn hoạt động và cả uy tín của tao nữa. Mày trả nổi hết không? Tao nói là tao không nói vậy. Vậy chứ mày muốn nói gì? Chuyện ân oán giữa tao với mày coi như mày thắng. Vợ chồng tao hiện nay chỉ còn cái mạng. Tụi tao chỉ muốn về Việt Nam một chuyến, rồi sau đó biến mất ở nước ngoài, ẩn cư biến mất khỏi giang hồ. Sau khi ông Long trả tao một số tiền về công thức đó, mày nghĩ mày đưa cho tao rồi ông sẽ tha cho mày sao? Mày yên tâm, tao đã có công thức mới cho ông Long rồi. Sau này chuyện của ông làm, chuyện của mày mày làm. Nước sông không phạm nước giếng, mày không cần phải đề phòng tao nữa. Mày chắc chứ? Mày yên tâm đi, tao thấy mày cũng phải lo cho tương lai của mày chứ. Mày cứ lo chuyện thù quán cá nhân của mày, rồi sau đó đàn em của mày sẽ nổi loạn sâu xé nhau giống như đàn em của tao vậy. Mày đừng có bày đặt giáo điều tao. Tao không giáo điều, không giải dỗ mày gì hết, nhưng đó là kinh nghiệm của tao, tao muốn chia sẻ với mày thôi. Chia sẻ? Câu này tao nghe quen quá. Câu này hình như là mày có nói với tao khi mà kêu tao phá chuyến hàng của ông Vĩnh, khiến ba mày ngã lăn ra chết. Không, không, hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tao chỉ kêu mày phá chuyến hàng của ông Vĩnh. Tao thật sự không ngờ chuyện đó lại làm cho ba tao chết. Cuối cùng, nhất cử lưỡng tiện, mày đã đạt được mục đích còn hơn cả mày mong muốn. Ăn may thôi. Phải, ăn may. Bây giờ tao mới thấm thía cái câu bôn ba không qua thời vận là vậy. Oh.
Còn chồng tôi thì sao? Chúng tôi sẽ quay lại cứu sao? Nhanh lên. Đại ca, chuyện gì? Mày sao vậy? Có một đám người đánh tụi em, cứu con mụ nó đi rồi. Vô dụ cút đi. Dạ. Không sao. Chắc là đám ông Long cứu người thôi. Mày muốn giở trò gì? Mày đừng hiểu lầm. Dù sao thì tụi bay cũng có kinh nghiệm đối phó với công an bên kia hơn tụi nó. Thật ra tao rất muốn tụi bay hộ tống vợ chồng tao qua bên. Chuyện đó tùy mày. Bây giờ tao muốn mày đi thương lượng dàn xếp với ông Long. Tao không muốn ông lồng lộn lên. Ok. Tụi đàn em mày càng ngày càng trẻ ha. Ừ, gia đình không ra gì, làm giang hồ đôi khi còn anh hùng hơn là cướp giật ngoài đường. Số mạng hết mẹ ơi. Có trách đó, thì trách tại sao mình sinh ra trong một gia đình không vừa ý. Ý mày nói vậy là không ai cải số được sao? Theo tao thì không. Tao nghĩ là được. Nó suông thì thằng nào nói không được. Nếu cái số mày bị ở tù, mày không làm gì hết thì ai bắt mày đi tù? Tao thấy cũng có cả ngàn đứa bị tù quan, cũng có khối người cải số được. Nếu cải số được, tại sao mày không đổi nghề đi, đừng làm giang hồ nữa? Bỏ sao được mày, tao đã chọn nghề này mà. Alo, dừng xe. Alo. Dừng xe đi. Sao không chạy tiếp? Mày chưa kịp qua cầu là nó bắn chiếc xe nát như tổ ong rồi. Dừng lại. Dạ. Mày xuống. Tại sao? Mày muốn thương thuyết hay là dàn xếp gì đó, tùy mày. Được rồi. Xin chào. Ông không sao chứ? Ta không sao. Ủa, rồi còn bà kia đâu rồi? Ủa, bộ tụi bay không có cứu vợ tao hả? Làm gì có. Vậy mà có một số người đột nhập vào giết một số đàn em của tụi nó rồi cứu vợ tao trước khi tao tới. Không biết, không phải tụi này làm. Mà tại sao tụi nó chịu tháo không vậy? Chuyện dài lắm. Bây giờ vợ tao ở đâu vậy? Thằng khùng này nó làm cái gì vậy ta? Thì được rồi, bây giờ tao qua chỗ tụi nó. Mày nhắn lại với ông Long,
là 3 ngày sau tao trở lại. Được, dù sao thì ổng cũng không về sớm hơn thời gian đó đâu. Được rồi, cảm ơn. À, mà khoan, chuyện gì nữa? Hồi sáng hôm qua có một nhóm người đột nhập vào pháo đài này, có thể liên quan tới vụ bắt cóc vợ của ông đó. Thôi được rồi, cảm ơn. Không có gì. Sao? Sao rồi? Nó nói gì mà mặt mày của mày nhăn như khỉ ăn ớt vậy? Tụi nó không có cướp vợ tao. Không lẽ ma giết mấy người của tao à? Cho dù nó lại đi nữa, nó cũng phải trở lại thôi. Trở về chỗ của mày trước đi. Ai đó? Tao là Trương Hùng nè. Mày chưa chết à? Câu đó để tao hỏi mày mới đúng. Tại sao những thằng phản trắc như mày tới giờ này vẫn chưa chết hả? Tao lại giữa tay gác kiếm rồi. Gác kiếm cái mẹ mày. Món nợ mày thiếu tao, cho dù mày có chết 10 lần cũng trả không hết. Mày cứ đợi đó, tao sẽ gặp mày. Tao sẽ bắt mày trả lại cho tao cả vốn lẫn lời, mày biết chưa? Lớn mày làm gì lượt thì mày đã làm rồi, chứ đâu có hèn đến lỗi mà phải chửi tao qua điện thoại. Phải, tao hèn đó, nhưng tao chỉ muốn nhắc cho mày nhớ là cho dù mày có chạy tới chân trời góc biển nào, tao cũng sẽ tìm ra mày. Chờ tới lúc nói mới nói liền. Nếu tao đoán không lầm là trên tay của mày đang cầm một tờ vé máy bay đi Panama để trốn thân, đúng không? Mày đừng tưởng là tao không quen biết ai bên đó. Tụi buôn bán ma túy sẽ không để cho mày sống yên đâu. Tao đâu có ngu mà đi qua đó. Mày chỉ toàn lắng mò thôi. Tao không đoán, mà tao chắc chắn như vậy. Mày cũng đừng có ý định chuyển sang Nhật Bản nghe. Tụi Sakuza sẵn sàng nhận tiền để giết mày. Nó không để cho một thằng giang hồ tráo trở như mày mở rộng địa bàn bên đó đâu. Ai nói với mày là tao mở rộng địa bàn? Tao đã giữa tay gác kiếm rồi. Ai tin? Một thằng giang hồ tráo trở như mày nói ra những lời này thì ai có thể tin được? Tao sẽ chứng minh. Sao cũng được, nhưng mày khôn hồn thì trốn kỹ nha. Tao sắp gặp mày rồi đó. Giỏi thì mày qua đây gặp mặt tao. Sao? Mày lan ở đâu? Tao đang ở ca. Chỉ cần hơn 1 tiếng đồng hồ nếu mày đi máy bay. Trời lạnh vậy mà không đốt lửa, mới khùng nữa. Tụi tao đang ở trên cao, mày đốt như vậy rồi khói nó lên, giống như là ám hiệu để công an tới bắt tụi tao hả? Thì ra là vậy. Tôi nghĩ bây giờ nếu như sống trở lại cái thời ăn lông ở lỗ, mày là cái thằng sống sót đầu tiên. Ăn mày mà đòi sôi gất hả mày? Đời giang hồ không trốn lương thân. Mày ra ngoài mày muốn ăn sung mặc sướng, ở nhà đẹp mà còn muốn phô trương nữa là sao? Nếu như không dưới một chút rủi ro nhỏ thì giờ này tao đã đàng hoàng sống hưởng thụ những chuyện đó rồi. Đồ mơ mộng. Mày ganh tị với tao thì có. Ganh tị với mày hả? Mày chờ chút, để tao chơi trò chọc điên với thằng này. Alo, chừng nào mày tới? Là em đây. Là em hả? Em có sao không? Em không sao. Những người bắt cóc em muốn gặp mặt anh. Tụi nó muốn gì? Họ chỉ muốn anh ra gặp mặt họ vào tối nay. Tụi nó là ai? Em không biết.
Ai vậy? Có chuyện gì? Có bọn người nào đó bắt cóc vợ tao. Hẹn tao gặp tối nay. Gặp ở đâu? Tao không biết nữa. Ở đây. Chỗ này tao biết. Chuyện này để tao lo. Tụi nó có 4 người. Phần còn lại sẽ trả sau khi xong việc. Ok. Toàn là lính mới hả? Phải. Toàn là lính mới nhưng rất chuyên nghiệp. Bọn chúng là sát thủ cứng cựa không đó. Làm gì thì làm. Lần cứ lễ tụi nó nói ông lui què sức mẻ, không còn làm gì được. Đứa nào mà nói, tụi cắt lưỡi nó ra trong coi. Lấy dàn sức mà lo sửa thằng Hùng đi. Lần này không được để cho nó sống. Nếu vậy, lúc trước ở kề cận bên nó, sao không để tôi xử nó luôn? Có phải là hơn không? Thời thế thay đổi rồi, thân mệnh này cũng đâu có chủ lộng lực. Hôm nay nếu mà mình không xử nó thì nó cũng xử mình. Ông biết võ tính nó mà. Đúng vậy, chắc chắn là nó sẽ không tha cho tôi đâu. Biết vậy là tốt. Mới tuyển thêm 4 lứa lửa hả? Phải, cho nó hên. Số 4 trong tiếng Hoa gọi là si, tương đương với chữ tử. Theo thuần túy thì sinh lão bệnh tử gì cũng chết, là chấm hết đó. Vì vậy ông chọn 5 người lấy quay lại một dòng chữ sinh à? Phải, tái sinh. Những đề sinh ra là làm cái gì kìa? Thôi, ông ly với tụi nó đi. Khi Lào tàu ra tới giữa biển thì báo. Lát nữa máy bay sẽ đón chúng ta ngay tại giàn khoang luôn hả? Phải. Tôi chỉ quá gian bản hàng thôi. Được rồi, vậy chúng tôi đi trước. Alo. Mày liều tra cho tao chưa? Ông Cường sẽ hội tống ông Tài đi cứu bà Hồng ngay bây giờ. Mày nhắn lĩa liễm chỗ đó liền cho tao. Nhanh lên. Ok. Mọi thứ tao đã chuẩn bị xong. Tốt. Nhưng mà thiệt tình là tao không nghĩ ra tụi nó là ở băng nhóm nào. Tao không tin là tụi nó có 4 người như mày đoán. Tao không đoán. Đó là lời nhắn của vợ tao. Tao chắc chắn tụi nó có 4 người. Vậy thì mày đừng có lo. Tao chỉ ngại là tụi nó có liên quan tới ông Long thôi. Chuyện đó thì mày yên tâm. Tao chắc chắn không liên quan. Vậy thì càng không lo nữa. Ở cái đất này, tao nói cho mày biết, tao chỉ ngại một mình ông Long thôi. Còn bất cứ tụi nào đi chăng nữa, tao cũng xử đẹp hết. Vậy thì tốt. Mình xuất phát nha. Ừ, đi nha. Mày là đại ca mà. Mày đi trước. Nè, hai người uống chai nước này đi. Còn chai này để dành cho bà Hồng. Cái gì kỳ vậy? Hai người phải mỗi người một chai chứ. Nè Mai Lâm. Không, cái chai này đưa cho đây. Nước này lấy đâu vậy? Thì hồi nãy vô rừng lấy hai cái chai không, múc nước suối uống. Không sao,
cũng là nước thiên nhiên mà. Ủa, sao nước dành cho bà Hồng nước màu đục đục vậy? Cái này là chế độ đặc biệt tôi dành riêng cho bà. Cái này chế độ nhân tạo chứ không phải thiên nhiên. Mày, cái thằng nhỏ mọn. Nhỏ mọn cái gì? Tại ông không có hiểu. Từ lúc bà cha tấn tôi á, bà nghĩ đủ thứ trò hết trơn á. Bà lập, bà đem tôi ra làm mồi cho cá sấu nữa mà. Bởi vậy bây giờ tôi phải cho bà uống cái thứ này mới hợp cái gu của tôi. Hết nói nổi mày, quá đáng thật. Cô làm gì bịt mặt từ sáng tới giờ, trong khi trời nóng như vậy, không thấy ngợp hay sao? Chưa phải thời điểm bà biết mặt của tôi. Thôi, để tôi đem qua cho bà thưởng thức. Ê, anh không bịt mặt hả? Bịt mặt chi, nóng thấy bà. Với lại trước sau gì bà cũng biết hả? Sợ gì? Tôi đoán chắc chắn cậu là người quen nên mới bịt mặt như vậy. Ơi, bà nhìn thấy tôi quen không? À, thằng Nhí, mày làm gì ở đây? Tôi đây không được hả? Bà nhìn thấy tôi bà sợ rồi phải không? Bà mà biết ông Kiệt là ai bà còn sợ nữa. Cái thằng mắm này, mày nói vậy tôi còn che mặt làm gì nữa? Ơ, à, Kiệt, là cậu sao? Có đâu ngạc nhiên. À, mày, mấy người bắt tôi làm gì? Để trả thù cho Như Kiều. Đó cũng chỉ là một trong những lý do thôi. Đưa chai nước uống miếng coi. Thôi, cái này là chế độ đặc biệt cho bà Hồng, của em rót cho bà. Mày, mày muốn làm gì? Chương trình giải khát bắt đầu. Mày, mày muốn gì đây Nhí? Từ từ bình tĩnh. Nè uống đi. Giải khát mà, gì đó. Uống đi. Cái gì? Cái gì? Sao? Nước gì mà mặn, mà hôi quá vậy? Trời ơi, tôi đổ vô miệng bà nha cho nó dễ. Nè, không dám. Nè, bây giờ bà nói đi, bà nói đi. Lúc bà tra tấn tôi á, bà còn nghĩ những chuyện độc ác gì nữa. Nè, uống đi, uống đi, đi uống đi. Thôi. Uống hết đi, để lát tôi lát xe cho bà uống luôn. Bà có sao không? Bà ở đây đi, một hồi nữa rồi anh Kiệt sẽ đem nước về cho bà uống. Hả? Nước khác nữa hả? Ừ. Không, anh sẽ đem nước sạch về cho bà uống. Không ngờ cô cũng chung tình với thằng Kiệt như vậy. Hả? Bà nói gì? Tôi nói không phải sao? Bao lần cô làm cho con Kiều ghen lên ghen xuống. Khi thằng Kiệt nằm trong bệnh viện, cô lại nhắn tin tới tấp. Có những chuyện phức tạp bà không có hiểu nổi đâu. Vậy là bà chưa biết những cái điều đơn giản nhất hả? Anh Kiệt nói là anh phải giữ mồm giữ miệng đó. Đúng rồi. Đây cũng là kế hoạch của ông Kiệt. Ông muốn bắt ông Tài để trả thù cho bà Kiều. Vậy đó. Thôi đi. Đúng là còn chuyện gì đó không đơn giản như mấy người nói. À, gọn gọn khéo khéo. Ai mà nhận ra được. Lát hồi ông Tài tới, cái mình thả bà Hồng ra, cái hai người gặp nhau, ôm nhau, lọt xuống hố. Trời ơi, không có đơn giản như vậy đâu. Anh đừng có tự tin quá. Để rồi xem. Sao rồi, sao rồi? Chuyện mọi người sao rồi? Ê, hố, hố, hố gì? Lọt hố bây giờ. Trời đất ơi, mấy xứ lọt xuống rồi. Ê, có một chiếc xe 16 chỗ đang tiến tới. Nói đi. Có mai phục. Bà tiến vô. Cường, vợ tao đang trong đó. Cường, Cường, vợ tao còn trong đó. Có sao mày lắm? Đứng im. Giơ tay lên. Bỏ xuống xuống.
hại. Tại sao mày dính vào chuyện của tao? Mày có tin là tao bắn nát sỏi mày không? Bà xuống xuống. Mai Lâm, tôi xin cô đừng làm như vậy. Mày bắn đi, tao sẽ bắn nó bể đâu. Mai Lâm. Anh Hải. Vô dụng. Vậy mày. Lần này tao tha mạng cho mày. Nếu tao gặp mày lần sau, đừng có hòng nó. Đi. Anh Hải. Đi. Tôi muốn đưa ông ra pháp luật. Mày điên hả? Vậy tôi bắn ông chết mới là con điên hả? Mày bắn tao chết, cái mạng mày cũng không còn đâu. Thử đi. Cường, tao mới bắt được một con. Giờ tao đâu? Tao đâu có biết. Anh Tài. Gì không? Thả vợ tao ra. Mai Lâm, kế hoạch B. Anh Tài. Chạy đi. Chạy. Diễm Hồng. Anh Tài. Anh Tài. Diễm. Đi. Nhi. Anh ngoan nha, nằm yên nha, đừng có nhúc nhích. Anh đang bị sốt đó, ngủ đi. Cậu là ai vậy? Đừng có nói nữa, nhắm mắt lại nằm ngủ đi ha. Ngoan ha. Thôi thôi thôi, anh nằm xuống đi. Ngoan em thương nha. Nha, ngoan nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời thôi, ơi. Thôi, tôi thôi, được thôi. Lên tiếng đàn rồi. Thôi, đừng có nói nữa. Nhắm mắt lại thôi, ngủ tôi đi. Gặp hàng Nga đi. Nhắm mắt lại ngủ nha. Ngoan, ngoan nha. Nhắm mắt lại ngủ thôi, đi. Tôi gặp hàng Nga một lần. Anh nằm xuống đi. Trời ơi. Ai hôn tôi vậy? Đến bây giờ tôi được lên thiên đàng rồi. Chắc anh Kiệt là anh không còn nhớ nữa. Chứ em á là em còn nhớ rõ lắm luôn á. Cái lần đó đội đỏ truy sát cả xóm của bà Lam vô, xém chút nữa là em tiêu luôn rồi. Cũng may là có anh Kiệt, ảnh cứu em, cho em một số tiền để em làm lại cuộc đời. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông Kiệt đi đâu cũng có người giúp đỡ hết á. Cái đó là gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Em nói thiệt nha, như cái bà kia kìa, em không có ưa bả. Bả mà chết ngoài đường hả, em có mặc kệ hả? Anh nhớ là có dặn em phải đổi nghề rồi mà, tại sao lại lưu lạc qua xứ này? Thì em bỏ nghề thiệt mà. Bây giờ hả, em làm thầy. Làm thầy? Ừ. Thầy gì? Thầy thuốc. Hiện giờ em ở đây nè, em chữa trị những người ha, buôn lậu nè, những người cửu dạng nè, rồi những người không có gia đình, những người nghèo khổ, không có tiền cho bệnh viện. Như vậy mà gọi là nghề thầy thuốc đó hả? Chứ sao nữa. Em nói thiệt á nha, không có em á là hơn có chục người chết trong rừng á. Trong đó có anh với Nhí á, biết không? Ờ, cũng phải ha. Ê Nhí. Có chuyện gì vậy hả? Anh ngồi xuống đây nè anh. Có chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? Anh ngồi xuống đây nè, cẩn thận nha. Ồ, kiệt kiệt. Tình dữ ta. Mới gặp con đi mà ta. Cái này người ta gọi là tiếng sét ái tình á. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà. Trời đất ơi, kỳ quá à, đừng có chọc em vậy. Tại vì em thấy ảnh dễ thương cho nên em lo lắng chăm sóc cho ảnh vậy thôi. Với lại ảnh bệnh nặng hơn anh mà. Ồ, vậy hả? Ủa,
Có chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? Trời đất, mày không biết gì hết hả? Đêm hôm qua Hạnh cõng mày về đây, tựa lưa hột mưa. Anh nói gì kỳ vậy? Chưa hết đâu, hôm qua Hạnh còn thay đồ xong rồi trị thương cho mày nữa đó. Anh Kiệt này, không có. Không có, không có làm gì hết trơn á. Mấy anh đừng nói vậy, tao hiểu làm chết luôn á. Hey, thôi mà, được cái ra chuyện cưới nhau luôn đi. Nhìn có vẻ xứng đôi quá ha. Quá được. Tụi nó chấp nhận trao đổi rồi. Anh Tình, sao? Nó là trao đổi người ở đây. Dẹp đi mày ơi. Tại sao? Nó dụ mày ra gần biên giới đó. Mày đừng có nghe lời của tụi nó. Ý của mày là tụi nó muốn bắt sống tao sao? Chứ còn gì nữa. Nếu không thì nó cần gì dụ mày ra giữa rừng để nó trả vợ mày, còn giăng lưới chờ sẵn nữa. Mẹ cái con tranh này. Nói, mày nói tao biết mục đích của tụi bay là gì. Nói. Không biết. Tôi không biết. Tôi chỉ làm lính thôi. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Mày lịch sự quá đó. Mày, mày có nói không? Nói. Tôi không biết. Tôi không biết. À, hay là mày muốn tao lấy sắt nung đỏ tao dí vào đây, hay là tao cho cái đám đàn em bẻ gãy tay mày? Tôi không biết. Tôi đi. Nó không biết gì đâu. Mà cho dù có mối tin được nó thì sao chứ? Cùng lắm là tụi nó muốn bắt sống tao thôi. Mày đổi tánh nhân từ từ khi nào vậy? Không, tao không nhân từ. Tao chỉ liên tưởng tới vợ tao cũng lâm vào hoàn cảnh này thôi. Mẹ nó, tao không ngờ thằng Hải nhà tao lại có dính líu tới cái đám này. Kể cả thằng Nhí nữa. Nếu trong bốn đứa có hai đứa là người quen và là đàn em muốn giết tao với mày, thì mày nghĩ đứa nào là thủ lĩnh của tụi nó? Thủ lĩnh của tụi nó phải là một thằng tài giỏi hơn và muốn giết tao với mày nhiều hơn. Không, là mày. Vì nó thù mày chứ không phải là thù tao. Tao cũng có nghĩ tới một thằng, nhưng nó chết rồi. A Lý, thằng Minh hay thằng Kiệt? Cái bộ mày cũng rành chuyện nội bộ nhà tao quá hả? Mày đừng quên là tao rất muốn có cái công thức chế biến ma túy của mày. Mày cũng đừng quên là mày phải cứu vợ tao trước. Được vậy là mừng lắm. Có khách tới mà có bữa tiệc thịnh soạn như vậy á là hay lắm á. Trời đất ơi, thịnh soạn gì mà thịnh soạn? Con chim nhỏ xíu à. Lát nữa em với anh Kiệt với thằng Hải ăn trước đi, anh ăn sau cũng được. Ừ, sao vậy? Thì có con chim nhỏ xíu sao ăn đủ. Ủa sao vậy? Thôi, có gì em với anh ăn sau cũng được. Nhưng mà em chỉ sợ là anh Kiệt anh không chịu thôi à. Tất nhiên rồi. Sao mà thằng Kiệt chịu được? Tính của nó không bao giờ ăn trên ngồi trước với anh em hết á. Nè, cắt này ra ăn luôn đi. Cái cà gì xanh lè dữ nè. Chớ lẽ giờ cả đám nhìn đói, chờ ba bữa nữa cho nó đỏ hả? Ờ, thôi được rồi, lát nữa em cắt ra luôn đi, rồi bày ra trên bàn. Ờ, lát nữa ăn cơm còn có cái để mà ăn, chứ để sơ sài quá cũng kỳ. Mà cũng kỳ thiệt. Có khách mà ăn đạm bạc quá. Cũng may tao bắt được con chim, mặc dù nó nhỏ, còn hơn là không có. Có gì đâu, nhờ vậy nha mà em làm được món rau 7 món. Mai là có con chim gì đó. Nếu không á hả, toàn là rau với rau không à. Anh Kiệt,
vô ăn cơm luôn. Ăn lấy sức để mai gặp tụi nó. Ba người vẫn chưa ăn sao? Ăn rồi. Ăn rồi. Ăn rồi, tụi em ăn no hết rồi. Nè, anh nhìn bụng em đi. Nè, nè, nó ra bụng bự luôn nè. Nè nè, thấy bự không? Thấy bụng bự chà bá không? Nè nè, ở dưới đây nè, thấy bụng bự chà bá không? Tụi em ăn no hết rồi, anh cứ ăn thoải mái đi. Lát mà còn dư á, em ăn thêm cũng được. Cho bà đó ăn chưa? Chưa. Không. Chưa. Không. Ba ăn rồi. Hồi nãy ba ăn no quá rồi, bây giờ ba vô trọng ba ngủ rồi. Thôi, cho ba ăn đi. Trời, cơm cháy. Đó đó, chưa hết đâu, còn nữa. Có gì nữa? Cánh dư. Đấy nè. Đó. Rồi ăn đi. Bởi vậy ông trời không cho số hết à? Đó, số ai nấy hưởng. Số tao với mày vậy hưởng đi. Ý của mày nói số của tao với mày chỉ đủ nút ăn cơm trái với húp canh cặn thôi đó hả? Thì mày cũng biết vậy mà. Thì có sao tao nói vậy thôi. Đời của mình á, cu ly mà, có bao giờ được ăn ở tử tế bao giờ đâu. Ai nói? Hồi xưa lúc đại ca cười của tao còn lên hương hả, tao còn được hưởng soái đi vô vũ trường chỗ vợ ông làm á, chơi gái thoải mái khỏi bo luôn. Gì? Thú vui nghèo nàn rẻ tiền là sao? Chứ như tao nè, hồi xưa á, cái lúc mà cái thời mình lên dâu á, ở là ở khách sạn 5 sao, mặc là mặc đồ hiệu, đi ra đường lúc nào cũng có 2 thằng hộ tống hết trơn á. Mày thấy ghê chưa? Hộ tống hàng chứ bộ hộ tống mày hả? Nhưng mà vẫn còn hay hơn mày. Từ đó tới giờ mày được ai hộ tống chưa? Tao nói giận chơi thôi chứ đừng giận. Ai thèm giận mày. Tao chỉ sợ phải đối mặt với đại ca cường sói. Mày sợ cái gì? Mày trốn trong cái hốc bà tó này dễ gì mà không tìm tới mày mà trả thù. Trái đất này á, vừa nhỏ vừa tròn, trước sau cũng gặp lại mấy ổng hả? Nhất là khi mày có ân quán tình thù á. Bộ mày sợ ổng trả thù mày hả? Ông mà tao nghĩ á, mày sống chết với ổng rồi, thế nào cũng tha cho mày à. Vậy chứ ông Lâm có tha cho mày sau khi tra khảo mày không? Không. Ổng giao tao lại cho ông Tài với bà Hồng xử tao đó. Thì đó, sợ nhất là gặp phải mấy đại ca cứ cho mình là ông trời con, tự cho mình cái quyền định đoạt mạng sống của người khác, trong khi đó bản thân mình chả có ra gì hết. Thấy không, công nhận trời tối tối thiệt á. Nói gì nói chứ tôi nói thiệt, hình như tôi gặp em, tôi cảm giác tôi gặp em từ lúc nào rồi đó. Tôi nói thiệt, không nói xạo đâu. Đứa nào nói xạo ba má chết chùm. Anh kỳ quá. Em xin lỗi. Chơi kỳ vậy? Em cũng vậy á. Làm gì mới dậy thì vậy? Em thấy vui lắm mà không biết tại sao lại vui nữa. Mà ở bên cạnh anh á, em thấy an toàn lắm. Vậy hả? Đúng rồi, tại vì anh có bờ vai vững chãi mà. Trời, cẩn thận anh, thiệt tình á. Thì chưa lành mà, mấy mốt nó khỏe rồi nó cũng vững chãi à. Anh này, công nhận ở đây khung cảnh yên bình quá ha. Yên bình làm sao được khi lòng người chưa yên, vì cái ác vẫn đang nhân bản khắp mọi nơi. Ông đã dùng được tụi nó giao con tin giáp biên giới chưa?
Tụi nó chịu rồi, nhưng tao có cảm giác hình như tụi nó đang âm mưu gì đó. Vậy bây giờ ông tính sao? Tao nghĩ hai đứa bay về bên kia đi. Hai đứa bay đang bị thương, sau khi tao trao trả con tin xong, tao cũng chuồn luôn. Vậy là ông bỏ ý định tấm ông Trương Hùng hả? Đang ở trong tình thế như thế này, tao không biết phải làm sao nữa. Vậy là bây giờ mục tiêu chính của ông chỉ là giải cứu Mai Lâm thôi đúng không? Phải, giải cứu Mai Lâm, bảo toàn mạng sống về bên kia. Tao nghĩ là tụi nó đang âm mưu. Khi mà cứu được bà Hồng xong, tụi nó sẽ xử tao và Mai Lâm. Đoán xem chuyện gì sắp xảy ra. Chuẩn bị tổ chức tiệc liên quan nữa hả? Bậy rồi, tụi em sẽ theo anh, hỗ trợ cho anh á. Tụi em sẽ bảo vệ anh và cô Lâm rút về an toàn. Với lại em nghĩ ba đứa tụi em hỗ trợ anh tốt hơn là một mình anh xoay sở. Thôi thôi, mọi người về đi, tôi cảm ơn. Hai thằng này thì bị thương, cô thì chỉ biết chữa bệnh. Một mình tôi không đánh lại tụi kia để cứu mấy người đâu. Nhưng mà em biết bắn súng mà. Ờ đúng rồi đó, em làm chứng cho. Biểu diễn đi em, bắn nát chắc à. Ê, thầy cả. Súng có người. Vẫn chờ thôi. Coi nè. Đó, thấy chưa? Ghê chưa? Dữ rồi nha. Với lại tụi tôi cũng phục hồi 80% rồi. Anh yên tâm đi, tụi em có kế hoạch giúp anh và cô Lâm để thoát. Sao rồi? Áo này mắc tiền lắm đó nghe, mà khó kiếm nữa. Về bên kia là không có tự do xài công khai được đâu. Đại ca. Cương à, chuyện gì? Nếu như bây giờ mày có công thức chế biến ma túy của tao, mày sẽ làm gì? Thì chế biến hàng ra bán. Hỏi gì kỳ cục vậy mày? Vậy là nói thành thật của mày, tao có cái này thưởng cho mày. Công thức chế biến ma túy của mày thì trước cũng đưa sau cũng đưa, tôi thì đưa cho mày trước. Mày không sợ tao qua cầu rút ván sao? Mấy ngày hôm nay vào sinh ra tử với mày, tao biết mày không phải là loại người đó. Cứ vậy đi. Giải nó đi. Đi. Ê, mấy ngày nay giữ chùa buồn lắm phải không? Dạ, đâu có. Lấy đồ nghề ra thử cái này cho tao. Bí kíp ông Hùng. Giỏi. Thử coi có phải là công thức chế biến ra là hàng nổi tiếng của nó từ đó đến giờ hay không. Ok anh. Anh à, đúng hay sai gì không phải báo với tao liền đó. Dạ. Anh Mạnh. Hả? Em chuẩn bị cho anh 2 ngày, không biết là có đủ không nữa. Trời đất, đi có 2 ngày mà gom đống đồ về hả? Em à, đi đến cứ điểm chứ đâu phải cắm trại đâu, mà em đem hết đồ ở nhà đi vậy. Xì, nếu mà đi cắm trại hả, em phải thuê nguyên chiếc xe tải thùng thì em mới chở hết đồ á. Đúng là phụ nữ. Phụ nữ thì sao? Phụ nam các anh á, lúc nào cũng quên trước quên sau thì có. Nè, em đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ công lệnh chưa? Dạ rồi. Qua đó chắc là mình sẽ ghé đại sứ quán trước đó anh. À không,
Anh đã nhờ cấp trên di hành trực tiếp rồi. Sang bên đó mình đến thẳng điểm, hỗ trợ Lâm và Kiệt luôn. Ồ, vậy thì hay quá. Mà tao với mày chưa biết. Ồ ha. Nói tóm lại, một khi hai con mụ đó đã chạy thì tài xế tông thẳng xe tới, cán cũng được mà bắn cũng được, nhưng không để một đứa nào chạy thoát về bên kia biên giới, hiểu chưa? Ok đại ca. Thì ra là mày hả? Tại sao mày đối xử với con tin một cách tàn nhẫn như vậy? Thấy tao không? Bây giờ tao đếm tới ba, cùng thả con tin ra, ok? Ok. Một. Hai. Ba. Mày làm. Đây. Ồ ha. Nói tóm lại, một khi hai con mụ đó đã chạy thì tài xế tông thẳng xe tới, cán cũng được mà bắn cũng được, nhưng không để một đứa nào chạy thoát về bên kia biên giới, hiểu chưa? Ok đại ca. Thì ra là mày hả? Tại sao mày đối xử với con tin một cách tàn nhẫn như vậy? Thấy tao không? Bây giờ tao đếm tới ba, cùng thả con tin ra, ok? Ok. Một. Hai. Ba. Mày làm. Anh Kiệt. Chạy. Cúi xuống. Anh có sao không? Anh có sao? Anh Hùng, anh có sao không vậy? Không sao. Mai là anh có chuẩn bị trước. Lên cởi trói cho. Tụi bay, giết nó. Giết chết hết tụi nó. Mau lên. Cầm lấy. Tại sao vậy? Đứa nào giết chết cảnh sát phải cho 2.000 đô. Lên. Nè, tụi bay không có đứa nào được chạy qua biên giới ngay chưa? Cho 40 can. 40. Điện vào đi. Yeah.
nữa. Giờ phút này còn lỗi chuyện báo đồng hả? Nhưng tao không phải là một thằng như vậy. Đi anh. Dọc. Đứng yên. Bỏ súng xuống. Im. Đại tàu hả? Chôn chết rồi. Đến chỗ an toàn rồi em. An toàn? Thiệt tình là tôi không sợ chết lúc này đâu. Mẹ nó, thằng con chó. Mày tưởng mày giết được tao hả? Không đâu, mày không giết được tao đâu, con chó. Qua khỏi cái rừng này là tới địa phận của Trùng Long rồi. Mình thoát rồi em ơi. Cứ thở mày lắm. Thoát được bóng ma của thằng Hùng. Chúc mừng nhà hội trưởng thoát nghiệp buôn bán ma túy thì đúng hơn đó. À, sao tới giờ này chưa gặp thằng Lâm vậy? Ông nhẹ tội hơn tụi mình, hơi đau mộng đó. Tới bây giờ tao có thể kê cao gối mà ngủ yên rồi. Chưa chắc đâu. Sau này ra còn biết làm gì để sống kìa. Bởi vậy lúc trước tao khuyên mày lập quỹ phòng thân, đâu chịu nghe tao. Ê, ông đừng có nói với tôi là ông có kế hoạch hết rồi nghe. Phải, nhưng dù gì cũng là anh em. Sau này có gì trở về. Tao ở trong này rồi, mày còn sợ tao ăn thịt mày à? Dạ không có. Nhưng em sợ. Sợ gì? Tôi sợ
tôi không kiềm chế được. Tôi nhào vô, tôi xử ông. Mày hận tao dữ vậy sao? Mà tôi cũng sợ ông. Tao đâu có muốn truy sát mày tới cùng chứ. Dù sao tao cũng không phải là thằng khát máu như là thằng Trùm Hùng. Tôi biết tính ông, cho nên tôi mới tới thăm ông. Rồi sau này mày có còn tới thăm tao nữa không? Tôi không biết, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Tao không biết khi nào họ mới đem tao ra xử. Thời gian từ bây giờ tới đó chắc nặng nề lắm. Ở trong đây ông có cần sách báo gì không? Tôi mua vô cho. Hay là tôi mang cho ông cuốn kinh để ông đọc nha. Tôi nghe nói đọc kinh mau thanh thản lắm đó. Mày dễ bị dụ quá. Cái đó chỉ dụ được những thằng tay mơ thôi. Chứ còn cỡ như tao với thằng Trương Hùng á, thì thanh thản cái nỗi gì. Ông đó sao rồi? Mày tính bắn hết tụi bay bây giờ. Tự nhiên hết tụi bay bây giờ. Buông ra. Dư chặt tay anh ta cho tôi. Buông ra. Chúng tôi sẽ xin lệnh chuyển án sang chế độ giam giữ dành cho tù nhân bị tâm thần. Phải, bác sĩ đã đóng dấu quyết định sáng nay. Đồng chí Hai lại đây với hắn, tôi sẽ đi xin chỉ đạo mới. Ông vẫn ngây dại như vậy hả? Bác sĩ đó là do cú sốc của ông quá lớn. Nếu biết kết cục như vậy thì trước kia đừng có làm. Sắp tới em sẽ làm gì? Em sẽ đi thăm mộ anh Minh. Em tính hỏi về giấy tờ thủ tục để coi em có đem hài cốt của ảnh về cho ba má của ảnh được không. Em muốn đi lúc nào anh sẽ đi cùng với em. Em cũng muốn thăm mộ cái chị Như Kiều luôn. Bảo mẫu Lan bên kia kìa. Tôi dắt chị qua gặp ảnh nha. Dạ thôi, thôi tôi đi trước nha. Có gì sau này mình gặp lại nhau sao ha. Dạ, dạ. Chào chị. Chào chị. Bác sĩ nói là anh phải nghỉ ngơi thì vết thương mới mau lành được.
Các em cũng vậy nữa. Không biết bây giờ chị Kiều đang nghĩ gì. Cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho hai chúng ta. Em mong hương hồn của chị được bình yên. Cô ấy là người sống rõ ràng dứt khoát. Nếu như linh hồn cô ấy còn lây lất đâu đây thì đã có thằng Tiến làm bầu bạn. Nếu như có kiếp sau thì hai người đã nắm tay nhau đi quá kiếp từ lâu rồi. Em cũng hy vọng như vậy. Chào hả anh. Mua trái cây hả? Ủa còn Nhí đâu? Ông đi mua me cho tôi rồi. Cái gì? Tối nay cưới mà bây giờ thèm chua rồi hả? Ông khủng quá. Anh mua gì chị? Lê này bán nhiêu ký vậy? Dạ 60 ngàn đó chị. 60 ngàn ký á hả? Trời đất, cỡ gì mắc dữ vậy? Dạ không mắc đâu, em bán đúng giá mà. Bây giờ 35 ngàn ký được không? Được, tôi mua 2 ký luôn. 35 được là nó cưng thiếu đó chị ơi. Trời đất ơi, làm gì mắc dữ vậy? Tôi qua chỗ khác mua à. 35 hai chị. Lấy luôn đi chị ơi. Nè, mà 35 là không được cân thiếu rồi nha. Dạ em cân đầy đủ cho chị mà. Tôi giang hồ đó dạ. Nha. Cân mà thiếu tôi quay lại tôi đòi cho đủ đó. Rồi cho chị sạc bằng luôn. Dạ. Cân cho tôi đi. Dạ. 7 7 7. Cái gì giang hồ đây nữa? Bỏ. Có 35 ngàn nào chém người ta hả? Chém là hết cưới luôn đó. Vô duyên. Có mua khoai không ạ? Không con. Nhí. Cái gì vậy ông nội? Cái gì á? Lan. Ủa anh Hải. Ủa chú Hải. Em đi đâu đây? Em đi chợ. Còn anh, sao anh cũng ở đây vậy? Anh đi chợ với mấy người bạn. Dạ chào chị. Dạ. Em ở gần đây hả? Dạ em đang ở nhờ nhà của một người bà con gần đây. Em đi chợ mua có nhiêu đây? Sao hai mẹ con đủ ăn? Tạm thời lại vậy thôi. Tại em vẫn chưa có công việc mà. Đây là... Đây là Nhí. Còn đây là Hạnh, bạn anh. Chào chị. Dạ, chị. Chào anh chị. Chào con. Ủa vậy mọi người ở chung với nhau hả? Anh đang ở ké túp liều tranh hai quả tiền vàng của tụi nó. Em rảnh không? Tối nay ghé nhà chơi. Hôm nay đám cưới của hai đứa tụi nó. Đúng rồi đó chị. Chị ghé chơi. Thật ra chỉ là một cái lễ nhỏ nhỏ thôi à chị. Có gì đâu em. Mình nghèo thì mình nói mình nghèo. Nhiều khi mai mốt anh làm có tiền anh giàu lên á, anh làm đám cưới bự chà bá lửa luôn á. Thấy sao? Hay quá ha. Nè, đừng đi bán hoa tí lại sao? Không dám đâu vậy? Không dám đâu. Anh mà hó hét coi chừng em đó. Em đồng ý ha. Mình là người một nhà hết mà. Phải không con? Dạ phải. Ê, con làm hết hồn nổi. Con đó nha. Con hư quá. Đúng rồi đó. Con hư quá. Con có làm cái gì đâu. Thôi. Đi anh. Đi. Em về hướng nào? Em về hướng này. Mình đi chung ha. Dạ. Đây sẵn chỉ nhà em luôn cho. Dạ. Anh nói là xách đồ cho cẩn thận đó. Dập hết rào của em bây giờ. Dạ. Cái chuyện phải rõ ràng chứ. Em vô tính. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn bạn. Đi riêng. Ủa anh Kiệt. Ủa đi có mình hả? Anh làm cái đứng cười hoài vậy? Không có quà hả? Quà bự dữ ta. Ủa có quà bự chứ. Bự vậy mới được chứ. Rồi hết quà rồi hả? Không ai tặng quà gì nữa hả? Con. Còn hả? Hai người hôn nhau đi. Hả? Kỳ quá à. Không hả? Hậu kỳ lắm anh. Đúng rồi. Ý kiến của Kiệt hay á. Hôn nhau đi. Hậu kỳ lắm. Có nít rồi hôn kỳ lắm. Sao đâu. Không thấy đâu. Đúng rồi đó. Ra con nít đó. Bây giờ.